có vé tới U20 World Cup. Bàn thắng ở phút 90+1 của Ali Jassim giúp U20 Iraq có chiến thắng 1-0. Để cảm xúc trước người láng giềng Iran ở trận tứ kết đầu tiên diễn ra tối ngày 11 tháng 3 giờ Hà Nội. Chiến thắng trước U20 Iran cũng giúp U20 Iraq giành vé dự vòng chung kết U20 World Cup 2023. Một thành tích vượt ngoài sự chờ đợi của bóng đá nước này. Theo biểu lệ giải, 4 đội lọt vào vòng bán kết của giải U20 châu Á sẽ giành vé dự U20 World Cup 2023. Trận derby vùng vịnh của giải U20 châu Á 2023 diễn ra kịch tính đúng như người hâm mộ chờ đợi. Hai đội bóng trẻ Iran và Iraq chứng tỏ trình độ và tinh thần thi đấu. U20 Iran được đánh giá cao hơn đầu trận, nhưng nửa sau trận đấu thuộc về đại diện của bóng đá Iraq. Các con số thống kê chỉ ra hai đội có thế trận cân bằng khi số cú dứt điểm và thời lượng kiểm soát bóng của Iraq lẫn Iran đều tương đồng nhau. Mỗi đội sở hữu 50% thời lượng bóng và tung ra 6 lần dứt điểm về phía khung thành đối phương. Khác biệt của trận đấu chỉ đến ở những phút cuối khi U20 Iraq quyết định tăng tốc. Sự táo bạo trong các tình huống xử lý giúp đội bóng của huấn luyện viên Imad Mohamed khiến hàng thủ Iran lung túng. Từ một pha đi bóng bất ngờ ở giữa sân, Ali Jassim solo giữa vòng vây hàng thủ Iran. Tung cú dứt điểm ấn định chiến thắng 1-0 trong sự vỡ òa của các đồng đội và ban huấn luyện Iraq. Thời gian còn lại của trận đấu là không đủ để U20 Iran tìm kiếm bàn gỡ. Đội bóng đánh bại Việt Nam ở vòng bảng chơi bế tắc trong khâu tấn công ở cuộc đối đầu Iraq. Được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, song U20 Iran phải ngậm ngùi chia tay giải đấu từ tứ kết. Trong khi đó, U20 Iraq cho thấy họ sẽ là một trong những đội bóng đáng gờm ở vòng bán kết. Đại diện Tây Á sẽ gặp đội thắng trong trận tứ kết giữa Nhật Bản và Jordan vào ngày 12 tháng 3.